Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của timgiangon.com. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi trò chơi Mini Bump của Lazada Game. Các bạn hãy vào trong ứng dụng Lazada, tiếp theo là vào phần Last Game ở đây. Rồi vào bấm vào phần Mini Bump, chơi ngay. Bắt đầu. Chơi ngay. Ở đây thì các bạn là có thể lựa chọn những cái nhân vật khác nhau. Thì mỗi một nhân vật khác nhau ấy thì sẽ có một cái đặc điểm khác nhau. Như nhân vật Bucky này thì sẽ được là hồi sinh một lần khi chết, nhưng bạn phải trả 2000 kim cương cơ. Còn mới chơi ấy, thì chỉ được cái Lazier này thôi, không có gì đặc biệt cả. Rồi chọn, rồi kéo sang trái hoặc phải khi bạn va vào đám mây nhá. Ok, nhớ phải để cho cái con này nó nhảy vào cái đám mây mới được. Các bạn có thể thấy ở bên dưới đây nó là các cái số ấy. Đấy, các số 6 này, đấy là cái số lượt mà chúng ta có thể nhảy ở trên cái đám mây đấy. Thì vừa rồi tôi có nhảy vào một cái thanh để bật đây. Cái hình vừa rồi cũng là cái để bật nha, cái để bật còn cao hơn cái vừa rồi. Các bạn hãy cố gắng làm sao mà để chui được vào càng nhiều cái bật để cao thì càng tốt nhá. Ok, ra được 1 xu, bấm thu thập. Rồi một ngày thì chúng ta có được 5 lần chơi. Để nhận thưởng nào thì mỗi một cái màn ấy nó sẽ có một cái số điểm khác nhau. Thì ở màn 2 này ấy, thì chỉ cần là được 1000 điểm là được quà rồi. Đây thì cái x5 vừa rồi là x5 điểm nhá. Đây mình đang ở phần dưới dưới này, là khi mà nhảy lên được một phát thì chỉ được có 10 điểm thôi. Nhưng mà khi mà x5 kia thì ăn được 50 điểm luôn. Bắt đầu càng lên trên cao nó càng khó các bạn nhé. Các bạn nhớ phải tập trung vào. Đấy, chết rồi. Ok, và tôi được 5801 điểm. Và yêu cầu của màn 2 là chỉ cần có 1000 điểm mới được rồi. Tiếp tục màn 3. Cái này chỉ cần 2000 điểm là để nhận thưởng nhé. Rồi chọn. Rồi bay cao, bay cao. Bay cao, bay cao, bay cao. Thì vừa rồi mình có ăn cái màu xanh lá cây là cái khiên chắn các bạn ạ. Cái khiên này là để cho các bạn giả sử món va vào cái màu đỏ đỏ là cái bẫy thì chúng ta sẽ không bị mất máu. Ok, và cái ma này chỉ cần có 3000 điểm là qua rồi. Bây giờ thì tôi đang được là 6500. Thì tôi bây giờ sẽ chủ động là tôi sẽ tự chết các bạn nhé. Để tiết kiệm thời gian để tôi sẽ chơi những cái trò khác cho các bạn xem nhé. Ok, bye bye các bạn. Ok, tiếp tục sang màn 4. Màn 4 yêu cầu 4000 điểm. Bắt đầu khó rồi đấy. X3 nhân 3 điểm đấy. Để một con này được 10 điểm nhân 3 là 30. Đây là x3, thêm thời gian. Rất nguy hiểm. Các bạn mà có nhảy cao thì nhớ chú ý đề phòng nhé. Là bởi vì cái chiều ngang của cái màn này nó rất là rộng, cho nên chúng ta nhảy lên cao ấy ở một góc, nhưng mà nó lại bắn lên trên ở một góc khác. Đấy, cho nên rất là dễ chết nếu như mà nhảy lên cao. Các bạn nhớ phải chú ý. Rồi được 2 xu thu thập. Rồi thử thách tiếp theo. Màn 5, màn cuối cùng. Ui, phải được 10.000 điểm mới được là 3 xu. Rất là khó đây. Tôi sẽ chơi thử hết mình xem lần này có được 10.000 điểm không. Càng lên trên cao thì điểm nó càng cao, nhưng mà ngược lại thì cái thanh của nó thì lại càng ngắn, và cái số lần được bật vào nó thì lại càng ít. Đập vào cái màu vàng để ăn thêm điểm. Ui, thật nguy hiểm. Rồi, chết rồi. Và đã không được 10.000 điểm, cho nên là không được 3 xu. Ok. Cái này thực ra tôi đã từng chơi có khi được khoảng tầm 20.000 điểm cơ, nhưng mà nó rất là lâu và cần phải sự tập trung cao độ. Và để tiết kiệm thời gian để chơi những cái game khác cho các bạn xem thì tôi sẽ không chơi lại nữa, mà tôi sẽ chơi những cái game khác. Rồi, các bạn thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.